Xin chào các bạn nha. Thì như các bạn đã thấy thì câu chuyện của mình, mình với Phương Anh cãi nhau mấy hôm rồi, nhưng mà mình xuống dỗ nó hay là xuống nói chuyện với cả nó nhưng mà nó không ra tiếp chuyện với mình ấy. Mình rất là buồn. Mà mấy hôm ở nhà ấy, đều cho anh em làm hết. Mình chả có tâm trạng đâu mà kiểu làm mình thảm mấy anh em ấy. Thì mỗi khi mình với cả Phương Anh cãi nhau chỉ tầm khoảng 3-4 hôm là Phanh lại bình thường trở lại. Nhưng lần này rất là lâu, là mình rất là sốt ruột. Hôm nay mới hẹn được nó ra đây để nói chuyện. Mỗi hôm mình nhắn tin hay là mình xuống nhà có bắt chuyện hay là có nhắn tin lại với mình đâu. Mấy hôm cứ kiểu suy nghĩ nhiều quá ấy. Hay là mình tìm rất nhiều cách kéo nó xuống nói chuyện với cả mẹ Phanh ấy. Nhưng mà mẹ Phanh gần kiểu như là toàn bảo là Phanh không có nhà ấy. Kiểu Phanh cố tình bảo mẹ thế. Mình biết là như thế đâu nhưng mà thôi thì cũng cãi. Mình biết là nào được. Thì hôm nay Phanh mới trả lời mình. Mình mới có cơ hội mình ra mình hỏi xem là có chuyện gì nhá. Lại lấy ra thì không thấy Phanh ra. Mình hỏi xem là có chuyện gì mà sao lại lâu về thế. Không biết có liên quan gì đến anh em trong team là liên quan gì đến chuyện khác của mình hay không nữa. Nhà Phanh thì cũng gần ngay đây thôi nhưng mà đợi lẽ là không thể ra. Tay gầy thế. Gọi làm gì? Sao lần này em rỗi dài? Gọi làm gì? Gọi là nói chuyện để hỏi xem tại sao em rỗi dài thì lần này có gì đâu, lần này còn nhẹ hơn các lần khác. Thích thì rỗi dài làm gì hỏi gì đâu. Bỏ ra. Bỏ ra, người ta không thích. Xuống đây. Bảo gì bảo luôn đi. Sao tỏ ra xa lạ đây? Nhưng mà hôm mỗi lần rỗi có 3-4 hôm, lần này rỗi hàng tuần trời vẫn chưa thấy gì cả. Anh xuống nói chuyện, anh xuống hỏi mẹ các thứ mà mẹ toàn giấu. Mẹ toàn bảo là đi chơi rồi. Em bảo thế đúng không? Hả? Đi. Thế tại sao không muốn gặp anh? Không thích thì không muốn gặp. Thì cái câu chuyện nó có cái gì đâu, tại sao em lại như thế? Có phải là mỗi lý do đấy mà người ta dỗi đâu. Đấy là cớ thôi. Tên sao? Bây giờ có chuyện gì em phải nói với anh chứ. Không thích. Nói anh có tin không? Thích chuyện gì? Cái Linh ấy. Linh làm sao? Nó không tốt. Linh chưa có lời xấu đấy á? Ừ. Còn trước đấy nữa em biết thừa. Em biết thừa nó thế nào. Kể là hôm anh ốm, nó cố tình chăm sóc anh, em biết thừa, em không muốn nói thì thôi. Thế tại sao từ lúc trước sao em còn cố tình em bảo nó cho nó vào tiêm? Lúc đấy em không biết đâu, lúc đấy cứ nghĩ là nó tốt xong rồi càng ngày càng thế. Nếu thế thì phải bảo từ đầu chứ, sao dỗi dài đấy? Thích thì dỗi, cứ nói nhiều làm gì? Em nói anh có tin không? Thế tin thì gì đấy? Mỗi lần em nói anh phải tin. Lúc đầu anh không tin, chắc chắn anh sẽ nói em mà. Bị đặt hay là gì đấy cho nó. Kiên là anh chào anh nói bị đặt luôn. Thế anh bảo là mới học viên mới nó vào. Thế bây giờ chứ học viên mới thì bây giờ học viên mới em nhận vào chứ anh phải nhận vào đâu. Vậy em bảo nó, em bảo nó là chị em kiểu quen biết mấy em. Em thấy nó tốt thì cho nó vào tem gì cơ. Thì anh nhìn nhầm người đấy chưa. Anh không phải trách em. Anh không trách đâu, anh bảo thế thôi. Nói không thường anh về. Thế không phải tem à? Không. Hôm nữa em cầm hết quần áo về rồi còn gì em phải bảo mẹ nữa chứ. Bảo mẹ xong thì chiều lên được. Nếu mẹ không cho nữa thì sao? Thế em bảo gì mẹ không cho? Thì về kiểu gì mẹ chẳng hỏi thì em nói chuyện với mẹ thôi.
mẹ hỏi thì em không nói nhá. Thế thì tôi về nhà cô em nói chuyện mẹ chiều. Chiều lên em đi mua ấy cho. Mua bánh tráng với trà sữa cho. Không phải dùng mấy cái đấy để dụ dỗ người ta. Bây giờ thích thế mà. Thế con làm dụ dỗ mấy cái. Thế dỗ chưa? Chưa. Thế nhìn thấy mặt của bộ mặt thật của bé Linh chưa? Thì thấy nó nói xấu với nhà gì à? Thế nó nói xấu thôi. 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 Nhưng mà bây giờ anh không biết là nó như nào cả, bởi vì là như bé nói thì anh chỉ biết là nó xấu trong cái câu chuyện của bé, nhưng mà anh phải xem thế nào đã, rồi dần dần anh tách nó ra khỏi tem, không cho nó làm nữa. Chứ bây giờ chẳng lẽ bây giờ đuổi nó đúng không? Phải không? Thì có ai bắt đuổi nó đâu, nhưng mà nó quá đáng thì phải nói chứ. Cứ nhịn. Nó được. Thế sao bảo tôi sớm mà người ta còn biết cách giải quyết thì ngay từ sớm đầu. Sớm cái gì? Ngay từ đầu. Sớm sủa gì? Hả? Cái gì? Sớm sủa gì? Thế bây giờ không, bây giờ không làm thế thì tách dần dần, cái gì cũng phải dần dần giải quyết chứ đâu phải là muốn đuổi là đuổi ngay được. Lại bảo là anh là anh thì kia. Chẳng qua là thế. Hả? Mình làm đúng thì không phải sợ ai nói hết. Chiều về nhá. Chiều tí nữa về bảo mẹ luôn thì chiều lên. Em mang quần áo về rồi thì nữa. Mang quần áo thì chiều lại mang lên. Bây giờ các anh ở team có tin em không? Hay là lại cứ lấy cái thì nó sẽ tin thì nó làm gì? Không nói còn gì, chỉ lấy cái lý do anh ốm không lên chăm sóc thì cứ lại nói em biết thừa. Thế bây giờ có gì đâu. Thì anh bảo cho nó rồi, Phanh có lý do thì Phanh không xuống. Anh cũng bảo chúng nó là anh và cả Phanh cãi nhau chỉ 2-3 hôm. Thế thì mấy hôm lại bình thường. Này, này là phải gần tuần rồi đấy. Chuyện xảy ra như cơm bữa thì cãi nhau suốt ngày. Anh bảo nó thế rồi, chúng nó có gì chúng nó sẽ hiểu. Và chúng nó ở đây 1 tháng rồi, chúng nó biết mình cãi nhau mấy lần rồi. Lần này tự nhiên thì căng. Và đây lần cãi nhau còn căng hơn đấy. Trải qua có mỗi hai đứa biết. Mấy hôm nay thức khuya à? Không. Mặt đầy trứng cá gì à? Cậy. Cậy cứt. Chá quan trọng gì? Mặt sợ, mặt đầy nốt, sợ thế. Nói xem à? Nói xem à? Trời. Thức khuya làm gì? Chiều lên nhá. Mình ăn cơm chiều lên nhá. Hay là bà ăn cơm em đi. Ăn cơm thì nó tại anh ta em bảo mẹ. Thôi. Đi. Thôi đi về. Đi. Đi về. Về nhà ăn cơm. Rồi nhá, không dỗi nhá, chiều xuống nhá. Nhá. Không biết, chiều không nói trước. Bây em nói trước không sao được. Ừ, thế thôi, để mai cho nó cho thoải mái nhá, nó không phải là mẹ nhá. Nhá. Thì có cái chuyện nhỏ đấy thôi, nếu bảo mình từ sớm là mình suy nghĩ mấy chuyện nhỏ gì mà chuyện nhỏ, nó không có, nó không lớn rồi, nó không biết rồi chứ. Chẳng có gì nhỏ. Đi từ nhá. Ngay mà. Tại sao lần này dỗi lâu thế? Biết bảo gì mình sớm rồi. Đó. Đó đây.